Rồi, máy cá cỏ mình kẹt xin kính chào anh em nha. Thì hôm qua em lên lôi cô chú ủng hộ quá trời cô chú ơi. Đó, tiếp tục có nhiều chú là hôm qua em lên cái lôi là khách đã chốt còn có cái hai cái gì nữa. Thì hôm nay bắt đầu có mấy chú là kêu em lên máy ghẻ nữa nè cô chú. Đó, hôm nay nói chung là lên lấy giá mềm cho mấy chú mà ông nói là mày lên máy mềm đi chú mua về chú cắt cỏ cho trâu cho bò ăn. Đó. Thì hôm nay em lên giá mềm nghe cô chú. Hôm nay cũng có nồng lớn luôn mà giá cực rẻ luôn cô chú ơi. Rồi thì lời nói đầu tiên em cảm ơn cô chú đã ủng hộ em rất là nhiều nghe cô chú. Rồi cô chú có chốt máy hay gì đó cứ kết bạn qua Zalo với em, gửi qua địa chỉ cho em nghe cô chú. Hoặc là cô chú chưa biết sử dụng máy cắt cỏ thì nhớ alo cho em là nói kẹt ơi lựa cho chú cái máy là em sẽ lựa cho cô chú ok ha. Em không có nhận cọc trước cô chú ơi, nên cô chú cứ an tâm mà mua hàng bên em nghe. Bên em là cỡ nào em cũng làm cho cô chú an toàn là trên hết hết trơn ha. Rồi vô bán máy cô chú ơi. Rồi đây em bán em tặng hôm nay cũng tặng 6 món như mọi khi nghe cô chú. Không kể là 3 ngày tặng 6 món rồi đó. Rồi trắng cỏ nè, dây đeo nè, tiếp mở bugi nè, lục giác, lưỡi dài với ổ cước đó, tặng 6 món nè. Máy em báo giá là em đã bao ship hết toàn bộ nghe cô chú, bao ship còn tặng đủ đồ nữa đó. Em tặng thêm một cái trắng cỏ nè cô chú đó, cái gạt cỏ này để cắt cỏ cho trâu cho bò cho dê ăn, hoặc là mình cắt lúa nghe cô chú 90.000 luôn. Rồi vô bán máy cô chú ơi. Rồi hôm nay là đặc biệt giá rất là mềm nghe cô chú. Rồi con máy đầu tiên đến từ thương hiệu Magu Yanma 21cc nồng 30 ly nghe cô chú. Con này thì nhà cô chú cỡ 5-7 công đất thì mua con này ha. Hoặc mà có miếng giường vừa nhỏ nhỏ vậy đó. Rồi con này có đóng lốc mắt in da băng ngay đây nghe cô chú. Đó, bình xăng Wambago. Wambago siêu tiết kiệm xăng ha. Đây đồ đạc là zin nguyên con hết nghe cô chú. Đó 21cc. Chứng tỏ là đồ zin toàn bộ ha cô chú. Đồ bò trắng kẹp chống quấn cỏ. Trắng cỏ zin theo máy luôn. Rồi test máy cô chú ơi. Thì cũng như thường lệ em cũng hướng dẫn cho cô chú có 3 bước. Có 3 bước giật máy. Thì bước đầu tiên là mình bóp vút. Tại bình xăng này nằm dưới nè. Rồi cái bình xăng con này nằm trên, mình bắt buộc mình phải bóp vút. Bóp vú đóng e cho xăng nó lên hay cô chú, lên ga rồi giật. Rồi giật khi mà mình giật chạy cái e cái gì rồi bắt đầu cái e mình bật lên nghe cô chú. Nếu mà cô chú để em bật cái e xuống nè cô chú, giật cỡ nào cũng không chạy, giật cái nữa nè không chạy nè, đó không chạy ha. Bật cái e lên giật sẽ chạy liền. Nồng 30 ly mà cái tua dữ dằn nha. Nè. Cực kỳ êm nghe cô chú. Nói chung là những con máy này là đến từ thương hiệu của Nhật Bản không, nên cái độ bền, độ êm của nó rất là êm, nên cô chú an tâm sử dụng nha. Rồi tắt máy trên đây. Đó, bô cũng còn đẹp luôn nghe cô chú. Nhưng mà hôm nay là giá cực kỳ mềm luôn. Magu Yanma 20cc nồng 30 ly. 21cc nồng 30 ly. Hôm nay là lên lô gì giờ quay? Chiều qua lô gì đó. Hôm qua là lô y dài. Bữa nay y ngắn cô chú ơi. Y ngắn. Y 1 nha. Cô chú nhớ nói là y ngắn giùm em nha. Để lộn xộn rồi qua y dài với y ngắn nha cô chú. Y ngắn. Giá thường thường cái này là 1.6 triệu, 1.5 triệu, 1.6 triệu nè. Nhưng mà hôm nay bán xả nghe cô chú, hôm nay bán xả là 1.2 triệu luôn cô chú ơi. Con máy đầu tiên nên em giảm giá, cực kỳ giảm giá luôn. Giá 1.2 triệu bao ship toàn quốc, tặng đủ đồ luôn ha. Rồi kế tiếp cũng đến từ thương hiệu Magu Yanma 20cc nồng 30 ly nghe cô chú.
Hai con này thì nó ngang ngửa nhau, đóng lốc mát in da băng, bình xăng Wambago. Nói chung là hôm nay xả giá quá mềm cô chú ơi. Đồ đạc là còn ghim Kenspan, hàng Nhật mà giá có 1 triệu, 1 triệu 2 cô chú ơi. Nói chung là tiền bao ship với tiền tặng đồ, đồ là em còn đúng 1 triệu đó. Đó, hàng Nhật mà còn có nhiêu đó cô chú biết là em xả cỡ nào ha. Rồi, đồ bò ghim, trắng cỏ ghim. Máy cực kỳ nhạy nha, máy nói chung là toàn bộ ghim hết nghe cô chú. Bình xăng Wambago ghim nè, lốc máy đồ đạc là ghim hết 100%. Nhưng mà tại vì em còn cái lô cuối này em xả đó chứ không phải là máy mà hư hay gì mà em xả đâu nghe. Rồi bóp vú. Đóng e. Lên ga. Máy còn im lắm nghe cô chú. Nè garanti nhuyễn nhừ ha. Máy là em bao ghim hết nè. Cô chú tại vì em không có lấy cọc trước. Cô chú tới nơi cô chú cứ kêu thợ hoặc là kêu ai biết sử dụng đến kiểm tra máy, nếu nói máy cả rồi làm rồi hết em cho thông luôn, em không lấy tiền luôn, em bao ghim nên cô chú cứ an tâm. Rồi tắt máy cô chú ơi. Rồi con Y2, Y ngắn 2. Cô chú nhớ nói giùm em vậy nghe, y ngắn 2 nghe. Y ngắn 2 giá 1 triệu 3, bao ship tới nhà tặng đủ đồ. Còn quá đẹp ha, mà giá con 1 triệu 3 cô chú. Nè, ốc còn 7 màu luôn nè. Đồ đạc nè, ốc trong đây còn 7 màu luôn nè. Rồi con 1 triệu 3 ha. Tại hôm nay xả cô chú ơi. Rồi kế tiếp là đến từ thương hiệu Mitsubishi. Mitsubishi AC em cũng đem xả luôn. Mitsubishi tên là 20. Đó, đồ đạc ghim 100%, bình xăng Wambago siêu tiết kiệm xăng. Đồ đạc là ghim hết trơn toàn bộ luôn nè, tum gời luôn nghe cô chú. Đồ đạc ghim hết trơn luôn, đem dẫn xả luôn. Trắng cỏ ghim luôn. Đồ bò trắng kẹp ghim luôn. Tay lái đồ ghim hết trơn 100%. Rồi giật luôn. Bóp chú. Đóng nghe. Lên ga. Dữ dằn thiệt. Cô chú nó chạy là cô chú an tâm ha. Con này nhà có chục công đất chơi luôn. Cô chú không chơi cũ kỹ là chơi con này ha. Nói chung là cắt cỏ cho trâu cho bò ăn mà cái cũ cũ gì không có quan trọng gì hết trơn nha cô chú. Quan trọng cái chất máy rồi, em tắt máy. Quan trọng cái chất máy bên trong là còn ghim là ok. Em bao ghim 100%, cô chú cứ cho thợ test thoải mái. Y3 Mitsubishi tum gời, dẫn bán 1.3 triệu luôn nha cô chú. Y ngắn 3. Nhớ nói y ngắn giùm em nha, y ngắn 3. Rồi y ngắn 4 đến từ thương hiệu Austin. Austin FS23 nghe cô chú. Nồng 32 ly. Đó, con này đóng lốc mát in da băng đàng hoàng ha. Ba con đầu tiên vẫn đóng mát in da băng hết trơn nghe cô chú. Con này đóng luôn. Mát in da băng. Đây, Austin. Sibagu này là mình biết thương hiệu này đến từ Đức nghe cô chú. Lốc còn sáng gật luôn. Đồ đạc ghim nguyên con. Đồ bò trắng kẹp chống quấn cỏ, trắng cỏ lớn luôn. Lên tay ga bóp luôn. Rồi bóp vú. Bóp e. Lên ga. Đóng e. Cô chú nghe thương hiệu của Đức nó chạy nè cô chú. Đồ đạc ở trong còn sáng gực nghe cô chú. Dữ dằn thiệt. Cô chú
tiết nó chạy thiệt. Cô chú nào không chê cái lô này cũ kỹ thì cho chốt cái lô này là đúng bài luôn á. Rồi tắt máy nha. Tay ga bóp nè. Rồi, y ngắn 4. Giá 1.400.000 nghe cô chú, nồng 32 ly em bán con 1.400.000 luôn nghe. Một triệu tư. Rồi. Rồi, kế tiếp là đến từ thương hiệu Mitsubishi. Tên là 20 nghe cô chú. Đó, máy màu vàng. Đồ đạc cũng ghim nguyên con, đóng lót mát in da băng đàng hoàng luôn. Không thấy à? À rồi, mát in da băng ha. Rồi, bình xăng Wambago siêu tiết kiệm xăng. Đây, nó đây là thương hiệu của Ryobi nghe cô chú. Rồi, đầu bò chắn kẹp, chống quấn cỏ. Lên tay ga bóp luôn. Rồi, giật. Bóp vú. Con này le đỏ tự động luôn nghe cô chú. Bóp e. Ủa, mình đâu mình đóng 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 e này là mình không cần lên ga nghe cô chú. Le đỏ tự động nên bật cái e lên, bóp vú bật e lên là mình giật à. Đó, bật ghe xuống, rồi lên ga. Rất là êm nghe cô chú. Thương hiệu Mitsubishi nó chạy phê này cô chú ơi. Rồi tắt máy nha. Nói chung là nồng 30 ly thôi mà chạy cực kỳ phê luôn. Cực kỳ êm ha. Rồi tắt máy cô chú ơi. Thương hiệu Mitsubishi thì nó nhạy nhất mà giá nó cao nhất luôn mà giờ em bán sổ luôn đó cô chú. Tại nói chung là còn ít máy em sổ cho hết nghe cô chú. Y5 giá 1.300.000 luôn cô chú ơi. Bữa nay là sổ hút sổ luôn. Rồi kế tiếp đến từ thương hiệu Kyurit. Đó, hổm gà hồi hôm trước là có mấy chú kia là kêu em kiếm Kyurit ha. Bữa nay được con Kyurit nè. À, rất là nhẹ nhàng nghe cô chú nè. Kyurit này là Kyurit 24 nha, dành cho mấy chú lớn tuổi, máy nhỏ nhưng mà cái lực của nó lực dữ lắm, lực nghe cô chú. Đây ốc còn 7 màu luôn, máy còn rất là đẹp nha. Mắt in da băng ở đây. Thấy rõ không hoài? Mắt in da băng ở đây. Có rõ nữa. Rồi, bình xăng Wambago siêu tiết kiệm xăng ha. Chụp giật trợ lực lớn luôn nghe cô chú. Kéo thẳng dây là chạy. Đây, để em bóp vú nó một cái. Bóp vú, đóng e. Này là chế hai kim luôn nghe cô chú, nên cái độ cái tua nó dữ dằn lắm cô chú coi nè. Kéo thẳng ra lên miếng gà cái ha. Đó, thẳng dây ra là chạy nghe cô chú. Nhà em có con bé 5 tuổi là nó kéo thẳng ra chạy luôn đó. Nè cô chú coi nó, cái độ êm của nó nè chú, cô chú. Cái tiếng máy nó cũng như là cái tiếng máy nổ hai máy vậy nghe cô chú. Rất là lực luôn á. Nè, để em nạt ra cho cô chú nghe nè. Con này nồng 33 ly, nó cực kỳ lực luôn nghe cô chú. Nghe cái tiếng máy nó cũng như là con máy mà có hai máy vậy đó. Rồi tắt nè. Công tác nằm trên tay lái luôn. Nè cô chú coi nó nhẹ giật nè cô chú. Vì đây kéo thẳng ra chạy à. Khỏi làm chứ á. Nè tắt nè. Nè gì nè. Thẳng ra gì đây là chạy nè. Nhẹ dữ dằn. Nồng 33 ly nghe cô chú. Y6
giá 1.800.000 nghe cô chú. Con này là hàng mới về ha. Rồi kế tiếp cũng đến từ thương hiệu Magu Yanma, nhưng mà là con này là 23cc nghe cô chú. 23cc nồng 32 ly, thường ngày là 1.900.000 đó, 1.800.000, 1.900.000 không đó, bữa nay giảm còn 1.500.000 luôn. Y7 1.500.000 giảm giá nên em báo giá trước luôn cho cô chú an tâm. Nè cô chú nghe, nồng 32 ly nó chạy nè, bóp vú. Nãy giờ nồng 30 ly không ha, có một con ít tin là nồng 32 với một con Kirit mới vừa xong là nồng 33. Lên ga nè. Nồng lớn nó chạy đã lắm cô chú ơi. Nồng 32 ly nghe cô chú. Nhà có một chục con đất thì chơi mấy con này. Rồi tắt máy ha. Rồi Y7 giá 1.500.000 nghe cô chú. Rồi Y8 cũng 23cc nồng 32 ly. Máy còn cũng cực kỳ đẹp luôn ha. Nhưng mà hôm nay vẫn đưa vô kho xả luôn. Đó, ốc còn rất là đẹp, máy còn rất là đẹp nè. Lốc lóng mắt in da băng đàng hoàng ha. Bình xăng qua mờ gồ siêu tiết kiệm xăng. Thì quên chưa bóp vú nữa giật rồi. Bóp vú đóng e. Lên ga. Cô chú, nói chung là mấy cái dòng máy chưa kiểm xăng này cô chú cứ an tâm mà sử dụng nha. Rồi tắt cô chú ơi. Rồi 23cc nồng 32 ly tung rồi mà bữa nay vẫn để giá 1.500.000 luôn. Y8 1.500.000. Rồi kế tiếp là Y9 y ngắn nghe cô chú, nhớ nói y ngắn giùm em nghe. Y9 đến từ thương hiệu Magu Yanma, 23cc nồng 32 ly. Con này thì mới về nghe cô chú. Con này máy đẹp nghe. Đó, tùm rồi nghe cô chú, ốc 7 màu. Đồ đạc còn rất là đẹp nghe cô chú. Đó. Tem nhãn mát đồ còn rất là đẹp ha. Bô còn trắng tinh đây. Trắng tinh ha. Đây tay cầm là còn riêng nguyên con. Đầu bò chán kẹp chống quấn cỏ luôn. Lăn im ha. Rồi bóp vú. Nhớ đừng quên bóp vú nghe cô chú. Vô là mình phải bóp vú liền. Đóng e. Lên ga. Giật. Máy nó nổ còn như tiếng máy mới cô chú ơi. Cực kỳ êm ha. Rồi tắt máy. Rồi Y9 Y9 giá 1.800.000 cô chú ơi. Y9 với Y8 là giống nhau nghe cô chú. Rồi tiếp đến là Y10 cô chú ơi. Y ngắn 10 đến từ thương hiệu Ryobi. Con này là nồng 34 ly nghe cô chú. Con này là thường ngày là giá nó tới 2.000.000-2.100.000 đó. Nhưng mà hôm nay giảm luôn. Để chút xíu coi giảm nhiêu là cô chú chờ đợi nha. Đây nguyên
cơm toàn tạp hết nè, đầu bò trắng kẹp chống quấn cỏ nè, trắng cỏ ghim nè, cần ghim nè, tay lái ghim nè, ghim toàn tạp nghe cô chú. Rồi đóng nghe bóp vú lên ga giật, cô chú nghe cái tiếng nổ của nòng 34 ly nè. Tung tắc ngầm trên tay lái luôn nha cô chú. Rồi Y10 giảm giá rẻ hơn nòng 32 ly luôn cô chú ơi. Nòng 32 mới bán 1.8 triệu, con này Y10 bán 1.7 triệu luôn. Nhanh tay nghe cô chú, nòng 34 nha. Rồi kế tiếp là một con máy Kyurit sang riêng nhớ riêng nữa nghe cô chú. Đó, hai hôm trước em có lên hai con giống gì, hôm nay tiếp tục có nữa nha. Kyurit xăng riêng nhớ riêng nghe cô chú, 26cc nòng 34 ly. Đó, đến từ thương hiệu của Nhật Bản, chính tông của Nhật luôn ha. Đây, đồ ghim toàn bộ, đồ bò trắng kẹp chống quấn cỏ luôn, trắng cỏ ghim nghe cô chú. Nòng 34 nghe cô chú, bóp vú. Con này là xăng riêng nhớt riêng nhưng mà nhà máy hai thì nghe cô chú, chụp giật trợ lực lớn luôn đó. Nó có cái đầu bơm nhớt tự động nên cái nó bảo dưỡng cái nòng của nó là rất im cô chú, chạy là không có bị nóng máy như mấy cái dòng máy khác nha. Rồi thẳng dây ra là chạy nghe cô chú, quên bóp vú nè, chút xíu nữa quên bóp vú rồi. Bóp vú đóng e hai chút. Nòng 34 mà nó chạy, em nghe nó tiếng nó giống nòng 38 ly. Cực kỳ lên xe cô chú. Rồi tắt máy luôn. Con này là em bao phát luôn, nhà có 100 công đất em cũng bao nữa. Y11 giá 2.8 triệu nghe cô chú, bao ship tới nhà tặng đủ đồ. Y11. Rồi cuối cùng là Y12 đến từ thương hiệu Honda GX25 nghe cô chú. Rồi Made in Japan Honda GX25, máy còn rất là đẹp ha. Hôm nay con này là đẹp nè. Đó, đóng lốc Honda đàng hoàng ha. Còn số seri. Số seri đồ đầy đủ hết ha. Đây, có đóng mạc đồ yên nguyên rõ ràng ha. Tum rồi. Honda 4 thì đây. Đó, bô đồ còn sáng rực ha. Đầu bò tráng kẹp đồ là ghim nguyên con hết nghe cô chú. Tay lái ghim nguyên con. Rồi, bóp vú. Con này bóp vú là giật cái là chạy luôn cô chú ơi. Đó, rất là nhẹ nhàng đơn giản nha cô chú. Con này thì xăng riêng nhớt riêng nhớt 4 thì nghe cô chú, nó chạy như xe máy vậy đó. Nhà anh nào mà có mấy chú lớn tuổi hay là có mấy cô nữ thì mua về để dành cho mấy chú đi phát để mình tập thể dục luôn nghe cô chú. Đây mắt in giao ăn đàng hoàng nha, chạy rất là nhẹ nhàng đơn giản nghe cô chú. Nè, nghe tiếng bốn thì nó chạy nó thì thầm nè. Nó lanh như máy hay thì đi cô chú, thương hiệu Honda nha, đẳng cấp. Rồi cách cô chú ơi, nòng 35 ly nghe cô chú.
Rồi, Y12. Y12 giá 3 triệu đi cô chú. Rồi. Rồi, cuối clip thì em chân thành cảm ơn cô chú đã nán lại chút thời gian vào mỗi buổi tối lúc 7 giờ em có lên clip bắn máy cắt cỏ. Cô chú xem kênh nhớ cho em xin một like, một đăng ký kênh và nhớ cho em xin một bấm cái chuông nghe cô chú. Bấm vô cái chuông để thông báo cô chú. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cô chú.